Anh Nam Hồ trên tỉnh đã có người yêu rồi. Nhưng mà là người cũ. Thấy bảo là chia tay từ hôm trước khi xuống đây rồi. Nhưng mà cậu kể với tôi chuyện này làm gì? Em tưởng là chị chưa biết thì em kể thôi ạ. Chào cô Ngọc. Anh ạ. Cơm nước sao rồi Hoàng? Xong hết rồi ạ. Em mới vào ăn cơm. Em mời anh ạ. Ừ. Đông nữa rồi. Để em đi gọi ạ. À đấy rồi. Anh. Anh Nam với cả Hoàng cứ ăn cơm trước đi ạ. Em có đứa em họ ở trên tỉnh tạt qua. Em tranh thủ sẽ ở đây tí. Thôi, đến bữa rồi thì ngồi ăn nó xong đi anh. Ngồi xuống, ngồi xuống. Nó nói đang vội. Thôi, cậu cứ đi đi. Vâng, em có ăn anh ạ. Đây. Alo, tôi nghe đây bác. Thế ạ? Không sao đâu. Bác cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi ạ. Vâng. Hoàng. Dạ. Cậu bố trí người đi trực thay bác Quyền nhé. Hôm nay bác ốm, xin nghỉ. Vâng, em biết rồi. Em mời anh. À. Cơm ngon quá nhỉ? Chuyện. Có bàn tay người phụ nữ vào cái mâm cơm nó phải khác ngay chứ anh. Thật ra là em nhờ chị Ngọc nấu cơm. Anh ăn đi. Thôi, không phải gắp cho tôi đâu. Chị Ngọc bảo là... Hoàng này. Dạ. Thế ai là sếp của cậu nhỉ? Là anh ạ. Hay là mai tôi chuyển cậu qua trọng xá làm nhá. Ôi thôi thôi, em xin anh. Em biết lỗi rồi. Anh ăn đi. Con chào mẹ. Con đi à? Con ngồi xuống đi. Mẹ bảo có chuyện gấp cơ mà. Thì cứ ngồi xuống đã. Hôm nay mẹ gọi con về đây vì muốn ăn cơm với con. Phần nữa mẹ muốn bàn với con về chuyện mà con học lên tiếp, rồi mẹ chạy cho con cái giấy phép để mở phòng khám. Cống hiến thế đủ rồi. Bao nhiêu năm ăn học cứ chôn chân mãi ở cái trạm xá ấy, phí lắm con ạ. Con tưởng mẹ con mình đã thống nhất là không can thiệp vào công việc của nhau. Mẹ nhớ mà. Nhưng mà theo mẹ, đây không phải là can thiệp mà là định hướng con ạ. Như nhau cả thôi mẹ ạ. Hiện giờ con đang làm ở trạm xá, thấy rất tốt, phù hợp với con. Và con thích công việc này. Thích trạm xá hay là thích trưởng công an xã? Lời ong tiếng ve thì nhiều lắm. Nhưng mà thực sự mẹ muốn nghe chính con gái mẹ nói cơ. Con biết chắc mẹ sẽ không bao giờ tin những lời đồn, trừ phi mẹ thích. Đúng là không hổ danh là con gái của mẹ. Mẹ ủng hộ. Còn với thằng Tiến ý thì không nhá. Con phải có thái độ rõ ràng với nó. Đừng để cho nó hy vọng nữa. Tự nó thích làm đỉa đấy chứ ạ. Không phải con bắt quyền, con cho ăn tát từ lâu rồi. Đấy là mẹ nhắc thế thôi. Em không biết là anh thích ăn vị gì, thế cho nên là em lấy luôn vị em thích. Wow, lâu lắm rồi anh mới được ngửi thấy mùi này. Em mua ở đâu đấy? Ở xã này làm gì có ai bán nữa? Anh khinh thường trình độ của em thế à? Em tự làm đấy. Đương nhiên là đề bánh thì phải mua rồi. Anh không nghĩ là em giỏi như thế này đấy. Này, thế hóa ra trong mắt của anh em vụng thế à? Không phải, không phải. Anh khen thật lòng đấy. Thế. Đã ăn đâu mà khen. Này.
Cái hương vị này không thể nào mà chê được. Cái cảm giác mà khi ra về tận làng thế này, đúng là quá tuyệt. Này. Sao thế ạ? Anh phải về trước. Không sao đâu, công việc mà, anh cứ về đi. Để anh đưa em về nhá. Không sao, bây giờ anh mà đưa em về là ngược đường đấy. Anh, từ hôm nay em sẽ thay đổi để cho anh yên tâm làm việc nhá. Chuyện con với anh Nam, bọn con hoàn toàn là quan hệ công việc. Hiện giờ anh Nam đang bị thương, mà chăm sóc người bệnh là nghĩa vụ của con. Thế thôi. Con gái này, con có thể che đậy cảm xúc với cả thế giới, nhưng với mẹ thì không nhá. Theo kinh nghiệm của mẹ, mẹ thấy hai đứa cũng hợp nhau đấy. Cậu ta sẽ khống chế được con ngựa bất kham trong con. Còn con gái của mẹ cũng không kém cạnh trong việc cầm cương đâu. Thôi, đến giờ con phải vào làm rồi. Con xin phép. Từ từ đã. Thế không ăn với mẹ bữa cơm à? Thôi được rồi. Mẹ mua cho con ít mỹ phẩm. Đàn bà con gái nhớ lúc nào cũng phải đẹp nhá. Mẹ giữ lấy mà dùng đi ạ. Con có bao giờ trang điểm đâu.